Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Điểm tin 168 giờ của báo Lâm Đồng Điện tử. Sáng ngày 31 tháng 10, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Đức Quận, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mát, kỳ họp thứ 10, kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 được tổ chức nhằm xem xét quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Văn Đà, cùng đông đủ lãnh đạo các ban đảng, các sở ngành liên quan và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Đức Quận nhấn mạnh những nội dung Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực. Trên cơ sở đó, để Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét và quyết định, đảm bảo cho kỳ họp thành công, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của các nhà đầu tư, của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, dân chủ, kỳ họp đã diễn ra thành công tốt đẹp. 100% đại biểu biểu quyết thông qua 5 nghị quyết về nội dung quan trọng, có phần đảm bảo kịp thời công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương. Chiều ngày 25 tháng 10, đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học Đà Lạt về công tác xây dựng đảng và công tác chuẩn bị đại hội của Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo, Ban tổ chức, Văn phòng Tỉnh ủy, Công an tỉnh và Tỉnh đoàn. Sau khi nghe báo cáo cũng như ý kiến của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đà Lạt và các thành viên trong đoàn công tác, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Hiệp cho rằng thời gian qua, Trường Đại học Đà Lạt có sự phát triển toàn diện, đồng thuận. Nhiều vấn đề được trường thực hiện với quyết tâm chính trị cao, đặc biệt có bước chuyển về công tác xây dựng đảng. Vai trò vị trí tầm quan trọng của Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt được Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhìn nhận và đánh giá cao. Qua đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nhà trường chú trọng làm tốt công tác tư tưởng, công tác an ninh chính trị, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, làm tốt công tác phát triển nguồn nhân lực vì một hình ảnh vị thế của Trường Đại học Đà Lạt, chuẩn bị chu đáo nhân sự ban chấp hành đảng bộ trường trong nhiệm kỳ tới. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng cam kết tỉnh Lâm Đồng luôn đồng hành cùng sự phát triển của nhà trường. Ngày 25 tháng 10, tại Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Ban chỉ đạo Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8 năm 2019 đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông những nội dung chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8 năm 2019 với chủ đề Đà Lạt và Hoa sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 12 năm 2019, tại các địa bàn thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc, cùng một số địa phương khác của tỉnh Lâm Đồng. Chủ trì buổi họp báo có ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Phó Ban chỉ đạo Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8, ông Tôn Thiện Sang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, Trưởng ban tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8, lãnh đạo sở ngành địa phương nơi diễn ra Festival Hoa Đà Lạt và đạo diễn chương trình khai mạc bế mạc Hoàng Nhật Nam, Hoa hậu thế giới Việt Nam Lương Thùy Linh đại diện hình ảnh Festival Hoa Đà Lạt lần này, cùng đông đảo phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn, báo chí đóng chân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tham dự. Tại buổi họp báo, ban tổ chức cũng nhận được nhiều câu hỏi xung quanh các vấn đề kinh phí tổ chức, tình trạng giao thông quá tải, khả năng đáp ứng cho khách lưu trú và tình trạng có du lịch chặt chém du khách. Ban tổ chức buổi họp báo đã trả lời làm rõ thêm các nội dung mà báo chí quan tâm. Cụ thể, sẽ mở thêm các bãi đậu xe, thiết lập đường dây nóng, thành lập đội tình nguyện phục vụ hỗ trợ du khách, nhất là xử lý nghiêm các biểu hiện còi đặc sản, nâng giá thuê phòng lưu trú và dịch vụ ăn uống. Với 1.800 khách sạn cơ sở lưu trú có sức chứa 23.000 phòng trên địa bàn thành phố Đà Lạt, sẽ đảm bảo đáp ứng nhu cầu nơi nghỉ cho du khách. Còn tình trạng còi đặc sản chặt chém du khách chỉ cá biệt ở một vài trường hợp đã được thành phố xử lý cương quyết triệt để. Ông Tôn Thiện Sang cho hay.
Còn Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng, Phó Ban chỉ đạo Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8 Phan Văn Đa nhấn mạnh, Lâm Đồng sẽ làm tất cả mọi thứ để có một kỳ lễ hội diễn ra thành công với những chương trình mới lạ, độc đáo. Rất mong các cơ quan thông tấn báo chí và truyền thông đồng hành cùng Lâm Đồng, không chỉ trong khuôn khổ Festival Hoa mà cả thời gian sau này để quảng bá cho Festival Hoa Đà Lạt, thương hiệu du lịch Đà Lạt, thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu tới đất lành, tới đông đảo người dân trong nước và quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 10 tại thành phố Đà Lạt, đoàn công tác của Bộ Y tế do ông Nguyễn Doãn Tú, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các vụ cục liên quan như vụ truyền thông, cục an toàn thực phẩm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, đã có buổi làm việc với Sở Y tế Lâm Đồng về nội dung kiểm tra, giám sát, kết quả thực hiện chương trình mục tiêu y tế dân số tại tỉnh Lâm Đồng theo quyết định số 1125 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo các đơn vị y tế có liên quan đến triển khai hoạt động của chương trình mục tiêu y tế dân số, như Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh, Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh, Trung tâm Y tế Đà Lạt, Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh. Theo báo cáo, chương trình mục tiêu y tế dân số giai đoạn 2016-2019 triển khai thực hiện tại Lâm Đồng gồm có 8 dự án. Dự án phòng chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các bệnh không lây nhiễm phổ biến, lao, phong, sốt rét, sốt xuất huyết, tâm thần, ung thư, tăng huyết áp, đái tháo đường, các rối loạn do thiếu iốt, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản, y tế trường học, tiêm chủng mở rộng, dân số và phát triển, an toàn thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS, đảm bảo máu an toàn và phòng chống một số bệnh lý huyết học, quân dân y kết hợp, dự án theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình và truyền thông y tế. Nằm trong chuỗi hoạt động Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên do Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức tại Đà Lạt, sáng ngày 31 tháng 10, chung kết cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã diễn ra tại Trung tâm Hành chính tại Lâm Đồng. Tham dự chung kết có 13 dự án khởi nghiệp của các đơn vị cá nhân đến từ các tỉnh thành trong khu vực. Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 5 dự án khởi nghiệp sáng tạo có giá trị ứng dụng thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó một giải nhất cho dự án nhà gỗ lắp ghép và đồ nội thất thông minh Nguyễn Thái Vũ, Lâm Đồng; một giải nhì dự án giải pháp vận tải thông minh Shipway Dương Minh Hùng, Trần Minh Sơn, Nguyễn Văn Phương, Bùi Hữu Hoàng, Lê Quang Danh, Quảng Ngãi; ba giải ba dự án máy in 3D giá rẻ Đặng Xuân Thọ, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Văn Giang, Lê Thị Kim Bình, Lâm Nguyên Vũ, Con Tum; dự án xử lý nước uống bền vững Võ Văn Hùng và các thành viên thuộc khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Đà Lạt; dự án xe đẩy thu nhặt quả điều gom lá cây trong vườn, Nguyễn Xuân Sử, Gia Lai. Được biết, Lâm Đồng có 5 dự án khởi nghiệp được vào chung kết. Sáng ngày 30 tháng 10, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh đã tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ 9 và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 15. Tham dự lễ có ông Nguyễn Xuân Tiến, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Việt Nam, ông Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đại diện các sở ban ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể, các địa phương, trường học, cùng hơn 100 tác giả đoạt giải. Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 17 giải pháp xuất sắc, trong đó có một giải nhất cho giải pháp cải tiến nâng cao hiệu quả loại nước công đoạn cô đặc và hiệu chỉnh dung dịch thuộc dây chuyền công nghệ sản xuất alumin Tân Rai. Trần Vũ Trường, Nguyễn Văn Phòng, Nguyễn Hoài Sơn, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhôm Lâm Đồng. Hai giải nhì, máy sửa phân loại củ quả, Nguyễn Hồng Chương, cơ sở nghiên cứu ứng dụng máy nông nghiệp Lạc Lâm, Đơn Dương. Cánh tay robot hỗ trợ người khuyết tật điều khiển bằng chân và cơ bắp, Đào Anh Hào ở 54/1 Nguyễn Công Trứ, Đà Lạt. Và 4 giải ba, 10 giải khuyến khích. Chiều ngày 31 tháng 10 tại Đà Lạt, Cục Bảo vệ Thực vật phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ thực vật năm 2019 của các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Đánh giá tại hội nghị cho biết, năm 2019, một số đối tượng dịch hại nổi lên gây hại nặng ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên,
như chuột, sau cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn, khô vằn, bệnh lem thối hạt. Đặc biệt, sâu keo gây hại trên cây bắp, trên 13 tỉnh, miền Trung và Tây Nguyên. Rồi bỏ xít mũi, tháng thư, gây hại nặng ở cây điều ở Lâm Đồng, Đắk Lắk. Riêng tỉnh Lâm Đồng phát hiện bệnh xoăn lá do virus hại cà chua, nấm Phytophthora gây hại sầu riêng. Trung tâm Bảo vệ Thực vật miền Trung đã chủ động nắm bắt tình hình dịch hại, chỉ đạo bảo vệ sản xuất trong vùng. Cụ thể, trung tâm đã phối hợp chi cục bảo vệ thực vật ở từng địa phương trong vùng tổ chức tổng cộng 113 lớp tập huấn cho 5.670 nông dân về các biện pháp phòng trừ dịch hại, góp phần bảo vệ thành quả sản xuất của nông dân ở những vùng hạn hán, ngập lụt. Quý vị và các bạn thân mến, ngoài những thông tin chúng tôi vừa điểm, tuần qua, báo Lâm Đồng còn nhiều tin bài quan trọng khác. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm tìm đọc. Thân ái, chào tạm biệt.